đó ăn câu. Thẻ khổng lồ anh em ơi. Cắm dỗ rồi sáng đó rồi, tà qua nữa đó. Mà dính vào cái này đó. Ta chưa xây nữa mà dở, mình xây. Để quê ông chạy chạy tôm khổng cá chạy nè, chạy tôm khổng lồ. Trời ơi, lên chuồng lên vỏ luôn rồi. Đập như quỷ hay không? Trời ơi, lúa mà vết chụp đăng lên nhé. Quay kìa. Đó, dính rồi đó. Kìa. Ôi trời ơi, tôm. Mày đi ra tới ngoài biển luôn à, không có tới vết không? Tới biển luôn à, giao biển luôn à. Ôi, con tôm ơi kìa. Chưa, mày thấy chút chút mà luôn chị đó. Em qua đây nè, thôi ổng qua đây, ổng giỡn. Tôm khổng lồ. Dính được hai con đó. Dở hoài, chứ anh chạy chơi có vậy không? Chứ lượm nó qua trời nhiều lắm mà sao anh? Nè. Càng rửa rửa cho sạch ba, càng ấy nặng hơn. Càng nhỏ nhỏ rồi cũng mua trong chồng hết rồi. Chồng gì 6 tháng rồi đó nhỉ. Trời nói cho em chút là có. Có. Có đặt hai cái lú rồi kìa. Có nó có chạy. Ôi trời, con tôm. Tôm thẻ khổng lồ. Con này bị đóng phèn đóng sình gì trời. Tại nước mà. Ui, con tôm thẻ nè. Con đây con nữa nè. Đổ nước vô. Chị. Chị. Ừ. Chị lồ không lồ. Nó đụng hết. Ê. Nhảy con không chịu. Ê, coi chịu nó quay nè. Quay qua coi trời tôm thẻ nè. 20-25 thì khỏi mình thì yêu quá nè. Tôm mà kiểu kiểu này không chắc nhỉ? Tỷ phú luôn á. À? Nhỏ cái. Lồ. Coi tôm này nuôi mới có 50 ngày nha anh em. 50 ngày mà giờ ba mấy con ký thẻ. Kinh lắm. Ủa nè. Đâu hồi Tết giờ 30 con. 3-4 tháng rồi còn gì. Rồi cho con tôm. Chiến mùng 8 Tết là tới nay. Tôm đỏ luôn nè anh em ơi. Tôm đỏ luôn. Má dân miền Tây vậy đó, ăn không hết thì dục vuông, luộc ăn hết dục vuông bỏ vậy đó. Không có dục không? Mình bắt. Tôm đỏ luôn nè. Dục đó. Đây nè. Cả 30 con. Em mấy 30 con. Rất gì vậy? Đúng vô miệng luôn rồi. Ăn vô miệng tôm đỏ ăn hả? À, giờ miền Tây nuôi tôm ăn hết đổ vuông bỏ giờ tôm ăn nữa mà ăn cũng không hết luộc ăn bỏ vậy đó nè tôm đỏ nè mấy ơi. Thằng nó mềm xèo luôn rồi mấy thằng mà đi làm ở Sài Gòn về gặp mấy tôm này phái ăn hết trơn mấy Sài Gòn à. Ui ôi trời này 6 triệu mà ăn hai tôm đỏ này coi anh em ăn hai ăn hai tôm đỏ này nè đó chuẩn bị hội quốc luôn nè chiếu chiếu chân luộc ăn hết dục bỏ để vợ con thấy chữ gì không quá cứ nó có gì thứ bằng tôm càng chịu ăn sao chết đố ra cái bóng mặt trời này coi mấy con nè thằng mấy góc góc chạy nhậu mày ơi. Tao quay con số này nè. Con cái này mà không vậy. Dạ. Mình chạy được ta. Nó lỏng que luôn mà nó chạy được. Cái gắt cái kia đó. Thằng cổ không có gì còn chịu được. Cà. Quá trời luôn nè. Mà nhỏ lên nó kịch kịch mà dám chạy được. Không còn miếng đạn cổ mà nó chạy kinh thiệt. Mấy chục ngàn nó không thay à. Tôm khổng lồ, tôm thẻ khổng lồ. Mẫn ngại chứ giết thay không thay. Dạ. Thôi. À kẹp rồi nè. Cái gì?
Giống mà mời đây. Còn tôm đó, tôm. Con càng dính lên đất rồi. Chú rá này có ông hay vậy chú Út? Giác gì bỏ đi. Giác bỏ đi, mua dư rồi đó. Còn đó kìa, ông bắn cả nữa kìa. Đất luôn rồi. Ngày nào cũng thìa chảo chảo nha. Mất cái đống nhậu vô vô cái ba này được. Vô nhậu tao hay cho coi tao kỹ nha. Chúng ta uống rượu vô hay là nó không có cặt cho nó tùy cho bạc. Là chục lệch chịu không. Ôi trời ơi. Thấy cưng chưa? Thẻ khổng lồ anh em ơi. Đám dỗ rồi sáng rồi. Tà qua nữa đó. Mà kính mặt chưa xây nữa. Cái ngày đấu con tăng nữa là thằng Gắt đâu phải bỏ.